Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu SUV mini quý bạn nhé, SUV mini đấy quý bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018. Ở năm 2018 thì đầu năm 2018 là form cũ, còn cuối năm 2018 như chiếc xe này đây là form mới, form 2019 quý bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 5.1 km thôi, tất cả còn nguyên bản này, nguyên bản cả dàn lốp luôn. Dàn lốp này là dàn lốp nguyên bản luôn các bạn nhé, chưa có thay, và lốp xe cua còn mới tinh, chưa hạ. Đấy, và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Phiên bản Titanium là phiên bản đủ rồi quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 492 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này được sở hữu một cái màu trắng, anh em bán xe ô tô hay nói vui là màu trắng ngọc trinh đấy quý bạn nhé, rất là đẹp và rất là hot quý bạn nhé. Và ở cái form 2019 này thì Ford cũng đã dừng sản xuất những chiếc xe EcoSport này quý bạn nhé, cho nên là những cái phiên bản này là phiên bản gần như là cuối rồi quý bạn ạ. Đấy, cho nên là rất là hiếm, phiên bản 2019 là rất ít quý bạn nhé. Nhìn về phần bên ngoài đây quý bạn này, nước sơn này, nước sơn zin nguyên bản theo xe còn rất là nhiều quý bạn nhé. Nền rất là căng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nước sơn của cái sườn bên lái này cũng đều rất căng, rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, nhìn vào đằng trước thì các bạn thấy đây ạ, toàn bộ từ mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này, các thứ này đều còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Và rất đẹp, cụm đèn pha này rất mới. Đấy, cụm đèn pha đến logo cũng đều rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đèn pha này chưa có bị xước sát gì cả này, rất là đẹp này. Đèn gầm, đèn xi nhan đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ cố gắng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem
Đấy, gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương rồi. Chủ xe cũng đã dán thêm vè che mưa. Đấy, vè che mưa rồi các bạn nhé. Nhìn về cái đằng sau này thì các bạn thấy đây ạ, cái cụm đèn hậu cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Còn mới nguyên luôn này, toàn bộ từ chữ này, logo phiên bản EcoSport 1.5 Titanium này, Lego logo mấy chữ đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhá. Cụm đèn chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, nhìn về cái đằng sau, phía bên dưới thì xe cũng đã được trang bị này, đây là cái đèn lùi này, cảm biến lùi này. Đấy, cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết luôn rồi quý vị bạn nhá. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng, kể cả với những chị em hoặc là những lái xe mới đều đi những chiếc xe này đều rất là yên tâm quý vị bạn nhá. Đấy, nhìn về cái phần sườn bên phụ này cũng vậy này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Dàn lốp theo xe là còn nguyên luôn quý bạn nhá. Dàn lốp theo xe này 2018 này. Đấy, tuy nhiên là có hơi cũ một chút nhưng mà nó là lốp nguyên bản chưa thay các bạn nhá. Tất cả cái đết lốp là còn nguyên bản đấy, lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Đấy, lốp 18 còn nguyên bản nhá, cả dàn lốp là còn nguyên bản luôn quý vị bạn này. Đấy, nhìn về tổng thể về phần bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị bạn nhá. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái. Tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái phần khóa của chiếc xe này. Ở cái phiên bản 2019 cái khóa nó cũng khác này các bạn này. Khóa to hơn ở phiên bản 2018 nhé. Khóa to hơn này. Bấm tay để mở cửa này. Đấy. Tôi đã mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ từ keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này rất là mới này, bậc cửa đây thưa với quý vị và các bạn, chủ xe cũng đã ốp inox để chống xước rồi. Đấy, ghế da cao cấp theo xe nguyên bản rồi, phiên bản titanium là phiên bản đầy đủ nhất rồi các bạn nhé. Cửa sổ nóc này tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Xe được trang bị vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, toàn bộ từ vô lăng cần số này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên lái này, từ keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa còn nguyên. Đấy, táp bi này. Nội thất ghế da đằng sau này cũng còn nguyên và rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, ghế da này. Ghế da đằng sau này cũng ít người ngồi hơn cho nên là nó rất là mới này. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Sàn da, chủ xe cũng đã trải sàn da rồi này. Đấy, rất là sạch. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần nội thất bên trong nhá. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, tạm thời thì xe được trang bị khóa thông minh này, start tốt này, tôi bấm start tốt đây nhé. Đấy. Tôi cho nhỏ cái âm lượng đi để cho tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn này. Đồng hồ công tơ mét này, chiếc xe này lăn bánh đúng 5.1 km quý bạn nha. 5.1 này, rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đến táp lô này. Đấy, đều mới luôn quý bạn nha. Từ cần số này, đến vô lăng này, đều rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động rồi các bạn nhé. Điều hòa tự động này, màn hình to tích hợp camera lùi. Đấy, giải trí, hệ thống giải trí thì bây giờ toàn bằng USB rồi các bạn nhé. Nghe nhạc bằng USB. Đấy, và rất nhiều các option khác này, toàn bộ từ những cái phần nỉ trần này. Đấy, quý bạn xem những cái phần nỉ trần này, những cái phần nhựa này, nó đều là rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất mới, rất là đẹp như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cúp sau, hay còn gọi là cửa sau cho quý vị bạn cùng xem nhé. Cửa sau cũng có bấm tay để mở cửa này. Đấy, bấm cái là mở thôi. Đấy, tất cả là còn rất đẹp luôn quý bạn nhé. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Ốc cúp sau này, những cái phần đầu, phần đuôi chúng ta có thể xem kỹ hơn một chút nhé. Tại vì là đâm hay là hay đâm đầu, đâm đuôi, keo chỉ này còn nguyên hết này các bạn này. Và đằng sau này thì rất là mới đây các bạn nhé. Quý vị và các bạn xem từ những cái phần táp bi của cái cốp sau này,
đấy, cho đến những cái phần nỉ ở đằng sau này chủ xe cũng đã lót thêm cái tấm cao su này để cho nó đỡ bẩn cái nỉ rồi. Đấy, bên dưới này mới nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, tất cả còn mới nguyên này, đằng sau này đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cái lốp sơ cua thì nó nằm ở trong đây, tôi ngại tháo ra một chút chứ lốp sơ cua còn mới tinh quý bạn nhé. Lát nữa có thời gian tôi sẽ tháo cái lốp này ra để tôi chụp ảnh cho quý bạn xem. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Nhìn toàn bộ về từ cái bậc cửa này cho đến ghế da này đều rất là mới này, đến phần trần. Đấy, cửa sổ nóc này, nỉ trần rất sạch, rất đẹp quý vị bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng được bấm tay để mở cửa cái cánh cửa phía trước bên phụ nhé. Keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa này rất mới, rất đẹp, từ bậc cửa này cho đến ghế da đều mới tinh quý bạn ạ. 2019 sản xuất, là cuối 2018, là tức là đăng ký từ cuối năm 2018 đến bây giờ đấy ạ. Sử dụng 4 năm rồi quý bạn ạ, 4 năm với 5 vạn mốt, mỗi 1 năm tính ra có già 1 vạn thôi, cho nên là chiếc xe này còn rất mới, rất là đẹp và đều xe quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ tay phanh này, cần số này cho đến vô lăng đều rất mới các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản hết luôn này, rất là đẹp này quý bạn nhé. Đây là cái lốp sơ cua quý vị bạn nhé, tôi vừa mới mở cái lốp sơ cua này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Lốp sơ cua còn mới tinh đấy, lốp sơ cua còn mới tinh luôn quý vị bạn nhé. Chưa có hạ này, chưa có tháo ra một, chưa có vết tháo luôn đấy ạ. Đấy, lốp sơ cua còn mới như này đấy ạ, chưa tháo thế nào nhá. Ford cũng đã trang bị cho chiếc EcoSport 1.5 Titanium 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít quý vị các bạn nhé. Và cái điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở cái động cơ này là nó còn nguyên bản này. Vì mới lăn bánh có 5 vạn mốt thôi cho nên là còn nguyên bản, các bạn xem nhé. Từ ốc chân máy này, ốc chân máy này còn nguyên hết này. Đấy, ốc chân máy này nhá, nhìn rất rõ. Vì những chiếc xe Ford này thì nó động cơ rất là thoáng quý bạn ạ. Tất cả những cái ốc mặt máy này, đấy, còn nguyên bản hết này quý bạn này. Chưa có một con ốc nào tháo ra quý bạn nhé. Cái động cơ còn nguyên bản và động cơ thì rất là mới như này. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 5 vạn mốt thôi cho nên là nó còn rất mới, rất đẹp như này đấy ạ. Chúng tôi chỉ có việc dọn dẹp đi cái nó đã sạch đẹp như này rồi quý bạn nhé. Đấy, ở chiếc xe đời cao cho nên là chúng tôi phải dọn dẹp cho nó sạch đẹp một chút quý bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn nè. Nhìn vào cái động cơ này nó rất là thoáng, dễ phát hiện nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì là ta phát hiện ra được luôn nhé. Tất cả các con ốc còn nguyên bản hết này. Từ ốc cabo này, keo chỉ cabo đây ạ. Đấy, keo chỉ cabo này còn nguyên hết này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý bạn nhé. Đấy, chưa mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, đinh tán này, các đinh tán còn nguyên này. Mã này còn nguyên hết luôn quý bạn này. Đó, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đây là ốc cabo này, chưa có một cái vết tháo nào các bạn ạ, chưa có một cái vết tháo nào. Đến ốc tai này, đấy, tất cả các ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên hết ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không ngập nước và nó là nguyên bản. Đấy, còn nguyên bản và còn rất đẹp đấy ạ. Không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 chạy 5 vạn mốt quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 492 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport
2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi và nhận xe, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.